Con xin đã đọc kinh Tiểu Độ ạ. Cảm ơn chị đã nói cho biết tín hiệu nghe rõ. Kinh Tiểu Độ Ý Tí Vú Tá Cá chương 3 Ba Pháp bài 77. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, thân này bị hủy hoại, thức bị lụi tàn, tất cả sanh y là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây, ý nghĩa này được nói đến. Biết thân bị hủy hoại, còn thức bị lụi tàn, thấy sợ trong sanh y, hiểu được sanh và chết. Sau khi chứng đạt được sự an tịnh tối thượng, tự ngã được tu tập, chỉ còn đợi thời gian, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, cảm ơn chị đã đọc nó phát bài ạ. Dạ, xin gửi mất lại cho Vinh Vát Thanh Á ạ. Dạ, sa thù lành thầy Sĩ Tà Trần Đạo. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, chính là lễ chư Đại Đức Tăng Chẳng Đạo Tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và con xin được đọc bài kinh Tiểu Bộ Y Tí Vú Tá Cá chương 3 Ba Pháp bài 77 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, thân này bị hủy hoại, thức bị lụn tàn, tất cả sanh y là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến. Biết thân bị hủy hoại, còn thức bị lụn tàn, thấy sợ trong sanh y, hiểu được sanh và chết sau khi chứng đạt được sự an tịnh tối thượng, từ ngã được tu tập, chỉ còn đợi thời gian. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và cảm ơn Sít Ràng Đông. Dạ, con xin được xuống mic về chỉ còn. Dạ, kính mời ta Nhật Huỳnh nha. Các con xin Nhật Huỳnh thôi. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Vát Tha Ná. Dạ, cảm ơn Sít Ràng Đông cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhục Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhục Bình kính chào anh chị Phan Quang Liêm và quý đạo hữu vừa vào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Và con xin được ôn bài kinh Tiểu Bộ Y Tí Vú Tá Cá chương 3 Ba Pháp. Dạ, đạo tràng còn nghe được âm thanh của con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ, cảm ơn đạo tràng. Kinh Tiểu Bộ Y Tí Vú Tá Cá chương 3 Ba Pháp bài 77. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, thân này bị hủy hoại, thức bị lụn tàn, tất cả sanh y là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến. Biết thân bị hủy hoại, còn thức bị lụn tàn, thấy sợ trong sanh y, hiểu được sanh và chết. Sau khi chứng đạt được sự an tịnh tối thượng, tự ngã được tu tập, chỉ còn đợi thời gian, ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhục Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, không biết còn vị nào chưa
ôn bài chưa? Không ạ. Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nếu vị nào chưa ôn bài thì kính mời bàn tay. Vậy là chắc là đã ôn bài hết rồi phải không? Minh Quách Thanh Á xích rằng đâu. Dạ. Cho con 30 giây con trả lời một cái BM của thượng tọa. Dạ. Cho con 30 giây. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, có một vị thượng tọa hỏi bài học ở bên lớp học Bụt Tha Thâm Má mà sư không có nhắn vì em mà sư lại mở room sư kéo vào, nên Nhật Quỳnh trả lời sư thì phải rất mít. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con thấy có thượng tọa Pháp Tăng vào đạo tràng rồi. Dạ, con xin phép được cung thỉnh pháp sư sớm một chút, chứ không còn ai ôn bài và bài học bữa nay cũng hơi dài, nên xin phép đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm canh thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Dạ, cảm ơn anh chị Phan Quang Liêm đã quan tâm. Dạ, thật sự hôm nay là không có được ổn. Dạ. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mộng đằng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hù dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri vẹn toàn. Dạ, cảm ơn Đặng Đông đã cho bài học. Dạ, con xin được đọc bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay, Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka, chương 3, ba pháp, bài 78. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, các chúng sanh tùy theo giới, giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hàng chúng sanh hướng hạ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Các chúng sanh hướng thượng giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỳ kheo, trong thời gian quá khứ, các chúng sanh tùy theo giới đã giao thân, chung dòng với các chúng sanh. Hàng chúng sanh hướng hạ đã giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Chúng sanh không hướng thượng, giao thân, chung dòng với các chúng sanh.
sanh hướng trong gian tương lai, các chúng sanh tùy theo giới sẽ giao thân, sẽ chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ sẽ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng sẽ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Này các tỳ kheo, hiện nay cũng vậy trong thời hiện đại. Hiện nay cũng vậy trong thời hiện tại, các chúng sanh tùy theo giới giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng giao thân, chung dòng với các chúng sanh hướng thượng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Rừng dục được sanh lên chính do sự cộng trú. Rừng dục được cắt đứt chính nhờ không cộng trú. Như leo tấm gỗ nhỏ bị chìm dưới sông lớn cũng vậy. Nếu đi đến với kẻ lười biến nhát bật sống đời tốt lành rồi cũng bị chìm luôn. Do vậy hãy tránh xa kẻ lười không tinh tấn, hãy chung sống cộng trú với bậc thánh viện ly, với những bậc tinh cần, sống trong cảnh thiền định với những vị thường xuyên siêng năng và cần mẫn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng tăng trung, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cùng đọc bài hôm nay, mới đầu con hơi khó hiểu, đọc một lát con mới hiểu được chút chút. Và con cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng giảng dạy rộng thêm cho chúng con được hiểu bài hơn. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Khi cho con một tín hiệu, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, kính chào Đại Đức Pháp Tính, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Hôm nay đó thì chúng ta học qua cái bài số 78 La Mã. Tuần rồi thì chúng tôi bận công việc cho nên là đi xa, cho nên là không có chuẩn bị bài để giảng, cho nên hôm nay chúng ta học lại cái bài bài 78. Thay vì là chúng ta đã, đúng ra thì chúng ta học bài 79, nhưng mà do rằng vừa rồi tuần rồi không có giảng cho nên học tiếp bài 78 hôm nay. Trước khi giảng bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt Arahant Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Á Phí Qua Đê Lý Nhất Tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn Svakato Phagavata Thammo Thammang Nammasami Nhất Tâm đảnh lễ Giáo Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thì thực hiện tiền vượt thời gian. Subhatibano Phagavato Savakasangho Sankhang Namami Nhất Tâm đảnh lễ Chư Tăng, các ngài đã đắc quả thánh, hoặc còn phàm là mô phạm của nguồn sinh, là chư thiên và nhân loại. Thầy của chư thiên và nhân loại, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cũng như học bài số 78 La Mã này. Phần chánh thì chúng ta đã nghe đọc. Chúng tôi chỉ lọc lại những cái ý chính ở trong nội dung chi pháp của cái bài kinh này.
Thì ở đây đó, ở trong nội dung của cái bài kinh này đó, thì Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng có hai cái phương hướng, một cái phương hướng hướng hạ và một cái phương hướng hướng thượng. Và ở đây đó, Đức Phật Ngài dạy rằng các chúng sanh tùy theo giới giao thân chung dòng với chúng sanh, hạng chúng sanh hướng hạ giao thân chung dòng với hạng chúng sanh hướng hạ. Cái thứ hai là chúng sanh hướng thượng thì giao thân chung dòng với chúng sanh hướng thượng. Này các tỳ kheo, trong thời gian quá khứ chúng sanh tùy theo giới mà giao thân chung dòng với chúng sanh, hạng chúng sanh hướng hạ giao thân với hạng chúng sanh hướng hạ. Tóm lại đó là như thế này. Khi chúng ta nghe đọc ở trong cái phần kinh á, chánh kinh á, thì chúng ta chưa có suy gẫm kịp á, thì chúng ta hơi khó hiểu. Nhưng mà có nghĩa là chúng ta giao thân với những cái người mà có cái phương hướng hướng thượng thì chúng ta sẽ được một cái sự hướng thượng. Trong khi chúng ta giao thân với lại một cái người mà có cái phương hướng hướng hạ thì chúng ta sẽ dễ dàng có một cái phương hướng hướng hạ. Và cái việc đó đó nó được diễn ra ở trong quá khứ, hiện tại và vị lạc. Như vậy thì theo Phật giáo chúng ta đó là có nghĩa là chúng ta tin có luân hồi, có kiếp trước, có kiếp hiện tại và có đời vị lạc. Vì vậy cho nên là mọi tất cả trong cái sinh hoạt của chúng sanh á đều là do nhân duyên. Ở đây nói là sự giao thân, giao thân nhân duyên với nhau. Và các giới, giới ở đây đó là chúng ta hiểu là thứ nhất là giới ở đây đó là nó cùng chung một phạm vi, một phạm vi của một chủng loại nào đó. Thí dụ như người thì có những người có phinh hướng hướng thiện, rồi có người phinh hướng hướng ác, rồi có người thì có một cái phinh hướng hướng đến cõi trời, có người thì có cái phinh hướng tu tập được giải thoát, rồi có người thì có phinh hướng pháp bất thiện, có người thì có cái phinh hướng tâm sân, có người thì có cái phinh hướng tâm tham, có người thì có phinh hướng tâm tham và tâm sân. Nói chung là mỗi một giới như vậy đó thì nó có một cái lĩnh vực chung của những chúng sanh đó. Thì như vậy thì chúng ta hiểu rằng là trước tiên đó là chúng ta hiểu rằng có những chúng sanh, Đức Phật Ngài dạy ở đây là có phinh hướng giao thân hướng hạ giao thân. Giao thân ở đây là có nghĩa là chúng ta thân cận, chúng ta giao hảo với nhau, gắn bó với nhau. Ngạn ngữ của người Ấn Độ thì họ nói như thế này nè. Họ nói đó là chỉ cần anh cho tôi biết là anh giao du với người nào thì tôi sẽ thể có thể đoán biết tính cách của anh. Có nghĩa là ở đây đó, cái câu mà tiếng Hán người ta gọi là tánh tương tập cận tương diễn, có nghĩa là khi mà mình thân cận với người nào á thì dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái người đó, cái phinh hướng đó. Và ở trong Phật pháp của chúng ta có một điều đó là có bốn cái nhân tiến hóa mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy ở trong kinh Thập Thượng đó. Một là ở một cái trú xứ thích đáng thích hợp. Cái thứ hai là thân cận bậc thiện trí, ba tiro ba đê sa hoa sô. Cái thứ hai đó là sắp bù lý sắp bát sa dân, có nghĩa là khi chúng ta thân cận với những bậc thiện trí thì chúng ta sẽ dễ dàng có được cái nhân tiến hóa là ở chỗ đó. Bây giờ trở lại ở trong nội dung của bài kinh này đó, thì trước tiên đó là chúng ta thấy cái phinh hướng hướng hạ. Đầu tiên đó là cái phinh hướng hướng hạ.
Ở trong kinh điển Pali của chúng ta đó là có một cái tập kinh gọi là tập kinh Chataka, là tập kinh bổn sanh, bổn sanh bổn sự. Có nghĩa là tập kinh bổn sanh bổn sự đó được rút ra từ ở trong Tam Tạng Chánh Tạng. Và mặc dù là bổn sanh bổn sự được liệt vào ở trong tiểu bộ kinh, được kể cho các cái tiền kiếp của Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật. Qua đó đó, thì thông qua đó đó, chúng ta thấy từ cái việc mà cái con vật này, con khỉ, con voi, hay là con nai, con chim quanh vũ, vân vân vân, nhằm để giải thích được cái sự thân cận đó. Có nghĩa là qua cái chuyện, những cái câu chuyện bổn sanh bổn sự đó đó, để giải thích rằng cái mối tương giao giữa các cái sự thân cận giữa Đức Phật và các vị thánh đệ tử Đức Phật, hay hoặc là những người đối lập với lối Đức Phật, tức là những cái người như Đề Bà Đạt Đa, hay hoặc là Chinh Cha, hay hoặc là những cái người có ác tâm khác, thì nhằm để giải thích những cái mối tương giao đó, tương giao đó. Thì có những người đó thuận theo Đức Phật, nhưng mà có những người thì chống nghịch với Đức Phật, đối lập với Đức Phật. Đó là điều mà chúng ta thấy ở trong tập kinh gọi là bổn sanh hay bổn sự Chataka. Chúng ta thấy như vậy. Thì bây giờ khi mà nói đến cái việc mà giao thân á, giao thân hướng ngạ, giao thân hướng ngạ, đầu tiên đó là chúng ta gọi là khi mà nói đến giới, tức là nói đến cái lĩnh vực, cái nhóm người. Giới ở đây có nghĩa là giống như chúng ta nói là các giới, giống như chúng ta nói các giới, thì trong đó có là sĩ, nông, công, thư, ngư, tiều, canh, mục, vân vân, vân vân. Thì các giới ở đây đó là có những giới bình dân, rồi có những giới tri thượng lưu trí thức, rồi có những giới là hạ liệt, vân vân. Thì nó có đủ những giới. Thì cái giới ở đây nó muốn nói là cái lãnh vực của mỗi khía cạnh của mỗi chúng sanh. Thì điều này muốn nói một điều đó là trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt á, thì Đức Phật giải thích rằng chúng sanh là người thừa tự của nghiệp. Nghiệp là Tây Tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao xa ngay thấp hèn. Chứ chúng ta hiểu cao xa ngay thấp hèn ở đây đó có nghĩa là có thể là người đó có một cái đời sống không được tốt, tức là không được may mắn đó, về thể chất, về tâm lý không được tốt, rồi đó là gọi là những chúng sanh bị cái nghiệp xấu, tức là thấp hèn. Nhưng mà những chúng sanh cao sang ở đây chúng ta hiểu là những người có những điều kiện thuận lợi nhất, tức là về phương diện vật chất, tri thức, đạo đức, tất cả các thứ họ được phát triển, thì cái đó chúng ta hiểu là chúng sanh cao sang, hiểu là chúng sanh cao sang. Hay hoặc là chúng sanh giữa cõi người và cõi trời, thì cái phước báo ở cõi trời, một mặt nào đó thì phước báo chúng sanh ở cõi trời, tức là mình chỉ cho các vị thiên, hay là gọi là chung là chư thiên, gọi chung là chư thiên. Thì chư thiên đó, thì họ có cái phước của họ, họ có cái phước của họ. Tuy như vậy thì rõ ràng là mỗi cái giới như vậy đó thì họ có một lãnh vực riêng, lãnh vực riêng. Thì ở đây khi chúng ta quay lại cõi người của chúng ta, kính lễ Thượng Tọa Tự Quyền mới quang lâm vào rung. Khi mà nói đến cái khía cạnh của chúng ta đó, thì phải nói rằng mỗi một cái giới như vậy đó là họ có một cái sự khuynh hướng chung. Thì bây giờ như chúng ta thấy rằng nếu mà khuynh hướng hướng hạ, thí dụ như là chúng ta nhắc tới chuyện vào thời kỳ Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa đó, là mặc dù là những người chống phá Đức Phật, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đó là cũng có những cái người đệ tử, những cái đồ chúng, chứ không phải là không có. Rồi như Ngài Xá Lợi Phất đó, được xem như là một bậc mà gọi là thượng thủ tinh văn, đệ nhất về trí tuệ của Đức Phật đó, thì Ngài có những cái người đệ tử của Ngài, những cái nhóm đệ tử của Ngài có cái khuynh hướng giống như Ngài, khuynh hướng trí tuệ. Rồi Ngài Mục Kiền Liên á, thì chúng ta thấy rằng Ngài có một cái đệ nhất về thần thông, bậc thượng thủ tinh văn của Đức Phật, đệ nhất về thần thông của Đức Phật đó,
thì Ngài có một cái khuynh hướng thần thông. Thì những cái người đệ tử của Ngài cũng có cái khuynh hướng về thần thông. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, nếu mà chúng ta thân cận với những cái người mà họ ác tính, tà tính, ác tính, hay là tà giới, ác giới, thì những cái người này đó, họ ác tính là sao? Ác tính ở đây đó là cái người có cái niềm tin nó không được tốt, người không có tin đúng vào cái nhân quả, người không có tin vào đúng với cái sự thật của nó. Mà ví dụ như là bây giờ nè, chúng ta thấy nè, mỗi cái quan điểm của mỗi người không cũng đã khác rồi. Cái quan điểm, nếu chúng ta không có một căn cứ vào luật nhân quả, không căn cứ vào luật nhân quả, không căn cứ vào luật nghiệp báo, thì rõ ràng là mỗi người có một cái sự tin khác nhau. Có người thì tin là phải như thế này, ngày phải như thế này, giờ phải như thế này. Tất cả những điều đó đó, thường thường đó, là người ta nói một cái điều đó là họ có thờ thì có linh, mà có kiêng thì có lành. Có kiêng thì có lành. Nhưng mà sự thật ra đó là có những điều đó, nếu chúng ta không căn cứ vào luật nhân quả, không căn cứ vào nghiệp báo đó, thì chúng ta có nhiều cái niềm tin khác nhau. Tin về ngày giờ, tin về cái tiếng kêu của một cái có loài thú nào đó, tin về hướng, tin tất cả các cái thứ, thì tất cả những cái tin đó, đó nó không có cơ sở. Nó không có cơ sở. Và nó không căn cứ vào luật nghiệp báo, nhân quả nghiệp báo. Mà như chúng tôi nói như thế này nè, ở bên Nho gia, Đạo gia, họ nói có cái câu đó là họ nói một cái câu là hữu tâm vô tướng, hữu tướng vô tâm, tướng tự tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Có nghĩa là sao? Cái tâm mình mà tốt đó thì nó sẽ biến thành cái tướng của mình, nó sẽ tốt, nó chuyển qua cái tướng mình cũng sẽ tốt. Điều này chúng tôi muốn nói như một điều đó là đối với Đức Phật của mình ấy, sở dĩ mà Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là vì Ngài là một cái vị chánh đẳng chánh giác. Về phước và trí thì Ngài đầy đủ, cho nên là Ngài có 32 tướng tốt. Còn đối với cái, hoặc là 80 vẻ đẹp, còn đối với một cái người phàm phu của chúng ta đó, thì có những người được tốt cái tướng này nhưng mà không tướng tốt cái tướng kia. Rồi có những người đó thì tốt ở mặt ngoài thì chúng ta thấy tốt, nhưng mà có những cái tướng ẩn á, thì cái tướng đó nó tướng không tốt. Tướng không tốt. Giống như là mình nói mình tu á, thì mình chuyển hóa cái tướng của mình, chuyển hóa cái tâm của mình, thì mình chuyển hóa thành cái tướng. Cái tướng của mình nó cũng sẽ trở thành tốt. Giống như trong cái câu chuyện mà Bát Tiên á. Bát Tiên ở đây chúng tôi muốn nói, tức là có Khu Trường Xưng, Lưu Trường Xanh, Đàm Trường Chơn, vân vân. Tức là tám cái nhân vật đó, đó. Muốn giải thích là thì có nhân vật mà Khu Trường Xưng, thì người ta ở trong phim á, người ta gọi là Khu Tơ đó. Thì cái nhân vật đó, đó là trước khi đi tu á, thì là có một cái tướng chết đói, có một cái tướng chết đói. Nhưng mà đến khi mà đi tu rồi đó, thì cái tướng đó nó biến trở thành một cái tướng là coi như đầy đủ vật chất, ăn không hết. Tức là lưỡng long trân châu, từ ở hai cái phé miệng của cái ông Khu Trường Xưng đó. Chúng tôi kể câu chuyện này để chúng tôi giải thích rằng là rõ ràng là cái tâm của mình là chính. Khi chuyển hóa thì ở đây đó, khi mà nói đến những người thuận dòng, thuận dòng mà thuận dòng theo cái điều hướng hạ, thì cái người mà có một cái khuynh hướng mà tâm bất thiện, tức là ác tính hay là ác giới, tức là cái hành động của họ xấu, hành động của họ xấu, thì có những người đó chúng ta thấy rằng á, nhiều khi có những người họ rất là ác tâm, nhưng mà họ vẫn được phay phay là sao? Là họ được giàu sang nè, rồi họ được danh vọng nè, rồi họ được một cái thuận lợi vô cùng. Là vì sao? Điều này chúng ta muốn nói rằng cái phước của họ có,
cái phước của họ có, cái phước mà đời trước của họ có, cho nên đời này họ hưởng cái phước đó. Nhưng mà hiện tại đời này đó, họ tạo cái nghiệp bất thiện đó, thì nó chưa có cái đủ cái nhân duyên, chưa đủ cái điều kiện để nó trổ cái quả sâu. Cho nên là mình thấy họ vẫn phay quay. Giống như cái câu mà người ta nói trong dân gian đó là ở ác mà sống dai, mà ăn hiền thì chết yểu. Thì ở đây đó là nói là một điều đó là tại sao có những người mà họ có ác tính, ác giới, niềm tin của họ sai lệch như vậy, nhưng mà họ vẫn được khuây khuây như vậy, họ hữu phước. Trong khi một cái người an hiền ở lành, một cái người tạo phước quá khứ đó, thì mình, một cái người an hiền ở lành hiện tại đó, mà tại sao họ cứ gặp cái này gặp cái kia. Chúng ta biết rằng cái chúng ta gặp những điều bất lợi trong cuộc đời sống này, sự cản trở, sự khó khăn, sự trở ngại đó, mỗi cái thử thách, mỗi cái khó khăn đó thì đều là do nghiệp của quá khứ. Có thể là do nghiệp của quá khứ, có thể là do hành vi ở trong đời sống hiện tại. Cho nên là nó có những điều đó nó thể xảy ra. Thì điều này muốn nói là khi chúng ta thân cận với những người hướng hạ, những người hướng hạ, thì những người hướng hạ họ có cái phinh hướng, họ phinh hướng là niềm tin họ say, họ không tin vào nhân quả, mà họ tin vào một cái điều gì đó rất là kỳ quặc. Chúng tôi gọi là cái từ kỳ quặc, nó không đúng đâu vào đâu hết đó, mà họ vẫn tin. Rồi thế rằng cái người đó thân cận, có một người nào đó thân cận. Mình nói như vậy đó, nhiều khi là mình nói những điều thiện, điều tốt, chân chánh thì ít có người nghe hơn là mình nói những điều sàng bậy. Cho nên lâu đây đó, đó chúng ta nghe cái thông tin là nay ông này chủ trương cái này, tu theo cách này, làm theo cách nọ, đủ thứ đó. Rồi tới chừng bể chuyện ra đó, dở việc ra đó, thì mình mới thấy rằng họ sai, vừa là tà tính mà vừa là ác giới nữa. Rồi thế là họ sai, họ sai, nhưng mà cũng có một số người đi theo họ, phinh hướng họ. Cho nên ở đây đó là chúng tôi nhớ lại ở trong kinh Tăng Chi như thế này nè, Phật dạy đó là cái người mà ác kiến, cái người ác kiến là quan điểm, cái kiến ở đây là quan điểm, cái nhìn nhận của mình, cái thấy của mình, cái quan điểm của mình. Mà mình ác kiến á, cái người mà ác kiến á, thì trong kinh Tăng Chi Đức Phật giải thích như thế này nè, là cái người ác kiến á, cái người tà kiến á, thì nó giống như là cái lợp mà đặt ở ngã ba sông. Ngã ba sông thì quý vị hiểu cái lợp, cái lờ như thế nào ở miền Tây á, hay là các cái vùng sông nước, tùy theo mỗi vùng kêu cái tên á, nó khác nhau. Có thể cái hình dáng nó khác nhau, ví dụ vậy. Thì cái lợp, cái lờ nó có nghĩa là một đầu lớn, một đầu nhỏ. Rồi khi mà cái con cá, con cua gì đó, nó chui vô đó rồi nó ra không được, nó dướng ở trong cái lợp hoặc là cái lờ. Cái lợp, cái lờ là những cái dụng cụ mà người miền Tây họ đương bằng tre, bằng trúc đó, họ đương lại để họ bắt những cái con đó. Thì ở đây ví dụ giống như là cái lợp, cái lờ mà nó đặt ở ngã ba sông đó. Thì mình biết là ngã ba sông thì các cái nước, nguồn nước nó cũng chảy về ở chỗ đó, rồi nó sẽ từ từ nó sẽ trôi ra những sông cái lớn, rồi nó trôi ra biển, ví dụ vậy. Mà cái lợp, cái lờ mà nó đặt ở ngã ba sông thì bất cứ cái con vật gì mà chui vô đó thì nó dướng hết. Thì ý muốn nói ở đây, trong kinh có giải thích như thế này nè, cái người mà tà có ba cái sự mà giấu kín, ba cái sự giấu kín. Một là cái người tà kiến họ hay giấu kín. Thí dụ như mình thấy mấy cái người luyện bùa ha, rồi một cái người luyện ngải, hay một cái người luyện cái này luyện cái kia, ví dụ vậy. Luyện cái đó thì thường thường là nó giấu kín, nó không phô bày. Bởi vì phô bày thanh thiên bạch nhật ra thì nó không có linh thiêng. Mà nếu đã là tà kiến rồi đó thì thường là giấu kín như vậy, bởi vì không có đưa ra. Chúng ta thấy rằng khi mà đưa ra thanh thiên bạch nhật thì mọi người họ sẽ nhìn thấy sự thật, bản chất thật của nó, thì họ không theo, họ không theo, họ không muốn đến. Cho nên cái người tà kiến thì ra vẻ như là lập lờ, bí ẩn, mờ ảo, không rõ sự thật, thì đó là một cái hành vi của người tà kiến, thường là có cái dấu kín. Cho nên cái người tà kiến á, là cái người đó là sẽ có những cái hành vi dấu kín,
Cái thứ hai nữa đó là cái hành vi của những cái người ác giới, đó là cái hành vi của những cái người ác giới. Cái thứ ba nữa là cái hành vi của những cái điều mà không phơi bày của một người phụ nữ, thì đó là những cái điều mà được giấu kín, được giấu kín. Thì ở đây chúng tôi tạm gọi như vậy để cho chúng ta thấy rằng là khi Đức Phật Ngài nói rằng một người mà có giao du với những người mà thuận dòng hướng hạ, cho nên khi mà mình tâm mình có một cái khuynh hướng như vậy, đừng nghĩ rằng xin lỗi cái gì, đừng nghĩ rằng những cái gì đúng với sở thích của mình là đúng. Đừng nghĩ rằng những gì hợp với sở thích của mình là đúng. Nhiều khi cái sở thích của mình nó không đúng, không đúng chánh pháp, không đúng chánh pháp. Bởi vì cho nên cái khuynh hướng mà trong kinh nói là khuynh hướng theo đời, khuynh hướng theo mình và khuynh hướng theo pháp. Thì cái khuynh hướng theo, có những người khuynh hướng theo đời, thấy người ta rầm rộ đi theo như vậy thì mình cũng rầm rộ đi theo, cái số đông mà. Số đông, bởi vì cái số đông nó chưa phải là chân lý. Số đông chưa hẳn là chân lý. Cho nên là thấy người ta rầm rộ đi theo là mình cũng đi theo khuynh hướng như vậy. Mặc dù cái đó nó sai, nhưng mà người ta vẫn có những cái khuynh hướng như vậy. Đó là khuynh hướng theo cái chung. Cái chung. Rồi á, là cái khuynh hướng theo tức là khuynh hướng theo đời, đó là thấy người ta tán tụng ca ngợi thì mình đi theo người ta, tán tụng đi theo người ta. Rồi thấy người ta khen mình á, thì mình làm theo như vậy, mặc dù cái điều đó nó không đúng mình cũng làm theo. Rồi thấy người ta chê á, là mình lập tức bỏ liền, lập tức bỏ liền, mặc dù điều đó là đúng, đúng chánh pháp. Ở đây chúng tôi muốn nói mặc dù điều đó là đúng, nhưng mà người ta vẫn thấy người ta chê là mình bỏ liền, bỏ liền. Mà đời này á, ở trên cuộc đời này thì có những người khen, có những kẻ chê. Khi chúng ta làm việc gì đó thì cũng có người khen, kẻ chê. Trong kinh Pháp Cú nói là trong kinh Đức Phật Ngài dạy là làm người mà không bị khen, không được khen, không bị chê thì quá khứ chưa từng có, hiện tại cũng không có và tương lai cũng không có. Chưa từng được khen, chưa từng bị chê thì không bao giờ có cái chuyện đó. Cho nên khen chê là chuyện bình thường. Nhưng mà có một số người đó lại có khuynh hướng theo đời. Hả, khen thì họ làm, chê thì họ không làm. Mặc dù việc đó bị chê nhưng mà việc đó đúng, họ cũng không làm. Mà họ khen á, thì dù việc đó sai đi nữa họ cũng làm. Đó là khuynh hướng thứ nhất. Cái khuynh hướng thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở trong kinh á, là khuynh hướng tự ý chủ của mình, chủ ý của mình. Có nghĩa là cái người này đó, họ nghĩ sao họ quyết làm như vậy, họ quyết làm như vậy dù là khen hay chê, họ nói gì đi nữa thì họ cũng thay đổi, dù việc đó là đúng hay là dù việc đó là sai họ không thay đổi. Cái khuynh hướng tự chủ lấy mình, thì cái điều này đó, cái người này đó, cái người mà khuynh hướng chúng sanh đó, thì cái người đó cần phải có một cái sự am tường rất là nhiều, hiểu nhiều thứ, họ mới so sánh, họ mới đối chiếu được. Còn cái người mà khuynh hướng cá nhân á, tức là khuynh hướng theo mình á, thì cái người này cần phải có cái đời sống chánh niệm rất là nhiều, phải suy nghĩ coi việc này nên làm hay việc không nên làm, việc này thật sự đúng chưa hay là việc này chưa thật sự đúng, thì chúng ta phải cần phải cân đo đong đếm cân nhắc rất kỹ chúng ta mới làm. Thì cái người mà có khuynh hướng theo mình á, thì ở đây đó là cái khuynh hướng thứ hai, cá nhân mình. Cái phương hướng thứ ba nữa đó là phương hướng gì? Cái phương hướng thứ ba ở đây là chỉ cho phương hướng theo pháp. Phương hướng theo pháp. Phương hướng theo pháp là sao? Mình là người tu, dù là cư sĩ hay là xuất gia, mình cũng căn cứ vào kinh luật. Kinh luật tức là những cái gì mà Phật dạy, chúng ta căn cứ vào đó, coi điều gì Đức Phật dạy đúng, chúng ta hành theo. Còn điều gì mà Phật bảo là mình không nên làm, tránh sai như vậy mình không nên làm, thì đó là căn cứ theo pháp. Cái gì cũng căn cứ theo pháp. Thì trong ba cái phương hướng này đó, thì cái căn cứ theo pháp á, phương hướng theo pháp á, đó là cái phương hướng tốt nhất, cái phương hướng tốt nhất. Thì trở lại,
với một người mà có khuynh hướng hướng hạ thì mình đi tìm cái người hướng hạ. Cái người như thế này rồi, người mà ác tính, ác giới rồi, mình cũng đi, cái người đó họ đi tìm cái người đó. Ở bên ngoài người ta gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cái tính tương cận đó, nó quan trọng đó. Cũng quan trọng đó. Cho nên là trong Kinh Tăng Chi á, có một lần nọ Đức Phật Ngài mới nói là như thế này nè. Ngài hỏi Ngài A Nan về vấn đề mà thân cận với bạn lành á. Thì Ngài A Nan bạch Đức Thế Tôn, một nửa có đời sống phạm hạnh này là do thân cận bạn lành. Thì Phật mới nói không phải như vậy, không hẳn như vậy. Mà Đức Phật Ngài nói nè, toàn bộ cái đời sống phạm hạnh này là nhờ thân cận bạn lành. Thì bạn lành ở đây chúng ta hiểu, một là những bạn thiện trí thức để chúng ta thân cận. Khi chúng ta thân cận với những người đó, chúng ta có thể có tiến triển được cái đời sống tu tập của mình. Về niềm tin cũng tăng trưởng, giới hạnh cũng được tốt đẹp, và sự tinh tấn của mình có. Không có dễ dãi, không có dễ vui, không có lười biếng, không có biếng nhác ở trong các cái thiện pháp. Thì mình thân cận với những người đó. Cái thân cận với bạn lành nữa là một điều nữa, đó là ở đây thân cận với thiện pháp. Lấy thiện pháp làm một cái người bạn lành gắn bó với đời sống, tư tưởng, hành động của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Thì cái đó đó là thân cận bạn lành. Chúng ta hiểu là vậy. Thì bây giờ, khi một người mà có thân cận với những người hướng hạ, thì chúng ta đi tìm những cái người có những cái khuynh hướng hướng hạ. Rồi thế là, ví dụ như giờ là mình siêng năng, mà bây giờ mình gần gũi với những cái người lười biếng. Lười biếng ở đây là lười biếng trong thiện pháp nha, không tinh tấn trong thiện pháp. Thì gần gũi với người đó, người đó không có tinh tấn, không có tinh tấn. Thì khi mà lâu ngày chày tháng thì mình cũng bị giải đãi luôn, bị lười biếng luôn, bị không còn có cái sự tinh tấn luôn. Rồi mình thân cận với những người mà niềm tin không có đó, niềm tin Phật pháp tăng, rồi niềm tin về luân hồi nghiệp báo. Chúng ta thân cận với những người đó, người đó nói ra, nói vô, hành vi của họ, hành động của họ không có niềm tin. Rồi họ nói ra, nói vô, rồi nó lôi kéo mình riết, rồi mình cũng bị mất đi cái niềm tin. Cho nên cái niềm tin của mình, người phàm phu là dễ bị sai lệch, là bị dễ bị phôi pha, hay là dễ bị sai lệch, hay là bị dễ bị tổn thương đó. Là chính là nhờ gì, là gì, lý do là mình thân cận với những người ác giới, ác tính. Cho nên khi mà họ không có niềm tin, họ không có sự tinh tấn, họ không thực hành những thiện pháp ác giới, họ không có những cái thiện pháp. Do vậy đó, thì khi mình thân cận với những người đó, lâu ngày chày tháng ấy, mình sẽ bị lôi kéo theo. Cho nên là nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng Đề Bà Đạt Đa đó, mặc dù là những người đối lập với Đức Phật, đối lập với Đức Phật, chống phá Đức Phật, nhưng mà cũng có một số đồ chúng. Rồi những cái người ngoại đạo, những cái người ngoại đạo, mỗi một người có ngoại đạo, giống như chúng ta nghe ông Sanh Chá Giá vậy đó, là thầy của Ngài Xá Lợi Phất và thầy của Ngài Mục Kiền Liên khi còn là những người cư sĩ. Khi mà Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất đi theo Đức Phật, đi theo Đức Phật, hướng về Đức Phật, còn là khi còn là thanh niên Upatissá và Cô Lý Tá đó, thì hai thanh niên này đã hướng với Đức Phật, trở về với Đức Phật. Thì sau một thời gian đấy là trở về khuyên người thầy của mình là ông Sanh Chá Giá, ông Bà La Môn Sanh Chá Giá. Thì khuyên ông thầy Bà La Môn á, khuyên ổng là nên bỏ đi, hãy làm lại từ đầu và hãy hướng về với Đức Phật. Ông Sanh Chá Giá ổng nghe hai người đệ tử mình nói vậy, cho nên ổng hỏi lại một câu, ổng nói vậy chứ bây giờ ở trên cuộc đời này đó, là người trí nhiều hay là người ngu nhiều, người kém trí nhiều. Thì hai vị này mới trả lời là người trí ít hơn là cái người ngu. Thì ông mới nói là nè, thôi để ta làm thầy cái người ngu đi, chứ là ta thà là ngồi trên đầu con gà còn hơn là ngồi sau cái đuôi con công. Ta làm thầy của người ngu còn hơn là ta làm đệ tử của người trí, đệ tử của người trí, học trò của người trí. Là vậy. Cho nên là khi mà hai vị này khuyên người thầy của mình là ông thầy, ông Bà La Môn Sanh Chá Giá không được rồi đó, thì hai vị này bỏ đi, thì ông ta mới tức quá. Tức là nghĩ là đệ tử của mình bây giờ bỏ đi như vậy, cho nên tức quá, học máu. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là một điều đó,
là cái phinh hướng đó nó tạo nên, và cái tự sự thân cận giao diễn đó, mình thấy cái trong tập kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó giải thích là Đức Phật đó, khi là ngài là con voi thì giải thích là ngài Xá Lợi Phất là con sư tử hay là con thỏ gì đó vân vân, nhằm để giải thích các nhân vật thông qua cái hình ảnh nhân cách quá, từ ở cái con vật mà trở thành cái để chỉ cho một người nào đó, chỉ cho một người đó nhân cách quá. Thì chúng ta thấy rằng là nhờ cái sự thân cận đó mà nó có những cái sự khuynh hướng khác nhau. Và khi một người mà có một cái khuynh hướng hướng hạ, thì những cái người mà có cái khuynh hướng hướng hạ cùng chung đó, họ sẽ đi tìm những cái người đó. Và như vậy đó, thì ở đây giải thích rằng là rừng dục được sanh lên chính do sự cộng trú, rừng dục được chặt đứt. Hay hoặc là chính nhờ không cộng trú, như leo tấm gỗ nhỏ bị chìm xuống sông lớn. Thì ở đây nói đến cái phinh hướng gì? Cái phinh hướng chìm. Ở đây nói đến dù là mình có cái ác tính, ác giới, có một cái phinh hướng hạ liệt, thì bắt đầu đi tìm những cái người hạ liệt đó để mà có một cái phinh hướng hướng hạ. Như vậy thì cái phinh hướng hướng hạ đó nó liên tiếp cho, nó không phải là chỉ đời này không, mà nó là từ kiếp quá khứ, kiếp hiện tại. Nếu những ai chưa có những nhân duyên lành thì chúng ta hãy cố gắng tạo những cái nhân duyên lành để chúng ta có một cái phinh hướng hướng thượng, chứ đừng có cái phinh hướng hướng hạ. Có nghĩa là hướng đến những cái người hiền thiện, hướng đến những cái phinh hướng tốt trong thiện pháp, tức là thiện, đó là thiện tính, hay là đó là thiện tính, đó là thiện giới, vân vân. Chúng ta thiện tính thì nó đối lập lại với ác tính, còn thiện giới thì nó đối lập lại với ác giới. Thì khi mà mình chưa có cái nhân duyên đó, mình ráng cố gắng mình tạo cái nhân duyên, chứ không phải là nhân duyên tự rong đưa đẩy, mà chúng ta phải tự tạo cái nhân duyên đó. Giống như các vị thấy nè, chúng ta sanh trong đời, học trong Phật Pháp, chúng ta khó phân biệt được cái người nào là cái người nhị nhân. Trong Di Diệu Pháp, chúng ta khó phân biệt được là cái người nào là nhị nhân, cái người nào là người tam nhân. Người nhị nhân thì tục sinh có hai nhân, nhân vô tham, vô sân, nhưng không có vô si. Rồi cái người tam nhân thì tục sinh đủ ba nhân thiện, đó là nhân vô tham, vô sân và vô si. Chúng ta khó phân biệt được, tại vì nói là trong Di Diệu Pháp nói rằng một người nhị nhân thì dù có nỗ lực như thế nào thì cái người đó cũng khó thể nào, không thể nào chứng đắc được đạo quả và thiền định. Rồi cái người tam nhân thì nếu nỗ lực đúng cách thì cái người đó có khả năng chứng đắc được đạo quả và thiền định, ví dụ vậy. Nhưng mà rồi đó, bây giờ chúng ta cũng không biết được là cái người nào chứng đắc được đạo quả, hoặc là cái người nào có khả năng chứng đắc được đạo quả. Cho nên giữa hai cái người này chúng ta khó phân biệt được. Nhưng mà rõ ràng sự hình thành của người nhị nhân, sự hình thành của người tam nhân rõ ràng là như vậy. Nó có ở trong đời sống này. Khi mà tâm của chúng ta tục sinh ở buổi ban đầu có nhân thiện, hai nhân thiện hay hoặc là ba nhân thiện, thì tùy theo mỗi chúng sinh. Thì bây giờ chúng sanh hướng hạ đó thì rõ ràng là đưa đến cõi khổ. Bây giờ nói đến đó, cái chúng sanh mà khuynh hướng hướng thượng thì ở đây hạng chúng sanh hướng thượng sẽ giao thân chung dòng là thuận dòng với chúng sanh hướng thượng. Chúng ta thấy cái câu này: này các tỷ kheo, hiện nay cũng vậy, trong đời hiện tại, chúng sanh tùy theo giới, giao thân chung dòng với các chúng sanh. Hạng chúng sanh hướng hạ, giao thân chung dòng với các chúng sanh hướng hạ. Hạng chúng sanh hướng thượng, giao thân chung dòng với chúng sanh hướng thượng. Thì đây chúng ta hiểu là chúng sanh hướng thượng là sao? Chúng sanh hướng thượng là ở đây trước nhất là chúng ta nói là chúng sanh này có cái phinh hướng hướng đến cái sự an lạc, giải thoát. Hoặc là hướng thượng chúng ta hiểu ở đây là hướng đến những điều thiện, điều lành,
hướng đến điều thiện điều lành. Giống như trong kinh Tăng, trong kinh Trung Bộ có một cái đoạn mà Đức Phật ngài nói rằng bốn cái hạng người, hạng người từ trong bóng tối hướng đến bóng tối, hạng người từ trong bóng tối hướng đến ánh sáng, hạng người từ trong ánh sáng hướng đến bóng tối, rồi hạng người từ trong ánh sáng hướng đến ánh sáng. Thì ở đây đó, bốn hạng người đó muốn nói cái hạng người mà từ trong ánh bóng tối mà hướng đến ánh sáng, hạng người đó đang tan tan trong cái điều kiện mà khó khăn, trong cái điều kiện cản trở, nhiều cái hạn chế nhất định, nhưng mà những hạng người này biết tích lũy những điều lành, tu tập những điều lành, cho nên là người đó biết phấn đấu để hướng đến ánh sáng, tức là tìm đến. Bây giờ mình nói một điều đó là ở ngoài xã hội một cậu học trò hay là một cô học trò biết rằng mình sanh ở một trong gia đình hay là ở một cái địa phương, như mình thấy là các em mà sanh ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa đó, đi học đến trường là mười mấy cây số đi bộ hoặc thậm chí đi xe đạp, rồi leo cầu khỉ vân vân, cầu dây vân vân, để mà tìm được con chữ, để tìm được cái văn hóa cho mình, đó là sự cản trở. Rồi là bữa ăn, bữa đói, bữa no, rồi tập viết, tập sách không đủ để học. Nhưng mà nếu mà hoặc là sanh một trong gia đình nghèo khó mà cái người đó họ phấn đấu đó, thì họ cũng có thể là tiến đến để sau này họ học thành đạt được đó, thì họ trở thành một cái bác sĩ, hay trở thành một kỹ sư, hay là trở thành một giáo viên, vân vân. Thì do là họ biết phấn đấu, mặc dù là họ trong bóng tối, là trong một cái điều kiện khó khăn, hạn chế, nhưng mà họ biết phấn đấu để họ vượt lên. Họ vượt lên, tức là họ tìm hướng đến ánh sáng, và họ vượt lên khỏi như vậy. Rồi cái hạng người mà ở đây chúng tôi muốn nói là hạng người trong một điều kiện tốt nhất, là hạng người từ trong ánh sáng hướng đến ánh sáng luôn. Từ ánh sáng hướng đến ánh sáng, tức là trong điều kiện, ví dụ như trong gia đình họ có một cái truyền thống, cha mẹ là bác sĩ, cha mẹ là kỹ sư, cha mẹ giàu sang, cha mẹ có địa vị, vân vân. Rồi họ sanh trong một gia đình điều kiện thuận lợi nhất về phương diện vật chất, đạo đức, tinh thần, văn hóa, họ đều tốt hết. Rồi họ từ trong cái đà đó, điều kiện sẵn của họ, họ ráng cố gắng, họ phấn đấu, và họ dựa trên cái đà đó họ tiến tới, tức là họ học đến nơi, họ có những cái nghề nghiệp ổn định tới nơi, rồi họ có những cái sự thành đạt nhất định ở trong đời sống. Thì ở đây muốn nói tức là cái người từ ở trong ánh sáng hướng đến ánh sáng. Tuy vậy á, thì các vị thấy rằng là nếu mà một người mà hướng thượng, từ ở trong cái hướng thượng, tức là mình có một cái tâm thái hướng thượng đó, thì mình luôn luôn đi tìm một cái đối tượng, tìm cái nơi, tìm cái chỗ, tìm cái đối tượng để mình thân cận. Mà cái thân cận này là thân cận hướng thượng, đi tìm người đó, đi tìm cái người. Giống như trong kinh nãy chúng tôi nói vậy đó, Ngài Xá Lợi Phất ngài nói là một trong những cái nhân tiến hóa, thì trong đó có cái nhân gọi là gần gũi bậc thiện trí thức, Sapurisapasayan, có nghĩa là gần một cái bậc thiện trí thức. Khi đó đó là mình muốn cái tâm của mình được niềm tin được vững mạnh, muốn cái sự tinh tấn của mình trong thiện pháp đó, mình có cái sự tinh tấn thì mình gần gũi những người có tinh tấn trong thiện pháp. Rồi mình muốn cái niềm tin mình vững vàng á, thì mình gần gũi với những cái người có cái niềm tin vững vàng đúng đắn, ví dụ vậy. Rồi mình người tu cũng vậy, mình gần gũi với những người tu, mình cảm thấy như cái nội tâm của mình được an lạc, mình thấy người ta tinh tấn mình cũng tinh tấn, rồi thấy người ta tinh sau mà tu tập tinh tấn quá, những thiện pháp tinh tấn quá, mình thấy như vậy mình cũng là cái động lực, nỗ lực giúp cho mình có cái sự tinh tấn tiếp trong mọi cái thiện pháp, mình có cái sự tiến triển. Thì mình đi tìm người đó, đi tìm cái đối tượng đó, thân cận với những đối tượng đó. Cho nên là khi mà thân cận với những đối tượng đó, đó thì chúng ta sẽ được những cái sự tiến triển, chúng ta sẽ được cái sự tiến triển, Như vậy thì ở đây đó nói rằng hãy chung sống cộng trú với bậc thánh viễn ly,
với những bậc tinh cần sống trong cảnh thiền định với những vị thường xuyên siêng năng và cần mẫn. Chúng ta thấy không? Đức Phật dạy vậy. Cho nên là khi mà mình cộng trú với những bậc thánh viễn ly, bậc các bậc thánh thì các ngài viễn ly rồi, nhưng mà những người phàm phu mà có được cái sự tinh tấn, có đời sống thanh tịnh, tức là sống thiền định, hay hoặc là có những cái người mà siêng năng nỗ lực tinh tấn ở trong các cái thiện pháp, thì khi chúng ta thân cận với những người đó đó, Đức Phật ngài khuyên chúng ta hãy chung sống cộng trú với bậc thánh viễn ly, với những bậc tinh cần sống trong cảnh thiền định, với những vị thường xuyên siêng năng và tinh cần, và tinh cần kinh mẫn. Thì ở đây muốn cần mẫn, ở đây muốn nói đó là khi mà mình, Đức Phật khuyên chúng ta đó là hãy thân cận, hãy thân cận với những cái bậc thánh là một, bởi vì các ngài là cái chỗ tựa của chính mình, chỗ nương tựa của mình. Thấy cái hình ảnh đó, chúng ta được đảnh lễ, chúng ta được cúng dường, chúng ta được phục vụ. Cho nên trong kinh Mangala Suttang á, tức là kinh hạnh phúc á, Đức Phật ngài nói là mình thấy được cao thượng, mình nghe được cao thượng, mình phục vụ được cao thượng. Đó, cái điều đó quan trọng. Thấy được cao thượng là thấy hình ảnh của bậc thánh nhân, thấy hình ảnh của bậc thiện trí thức. Nghe được cao thượng là nói những lời hiền thiện, nói những lời Phật pháp, nói những lời trong chánh pháp. Rồi mình phục vụ được cao thượng nữa là mình phục vụ thánh nhân, mình phục vụ những bậc có giới đức. Đó là phục vụ cao thượng, phục vụ cao thượng. Cho nên trong ba việc thấy cao thượng, nghe cao thượng và phục vụ cao thượng, cái điều đó rất là quan trọng. Cho nên khi mà mình thân cận với những bậc thiện trí thức á, những cái bậc mà có cái phương hướng tượng đó, thì chúng ta ít nhiều cũng được cái sự lợi lạc, lợi lạc. Chúng tôi nói điều này để cho các vị thấy rằng nếu mà vào thời kỳ Đức Phật mà chúng ta có mặt gặp được Đức Phật hay gặp được các vị thánh đệ tử của Đức Phật, một lần mà chúng ta trọn vẹn niềm tin đảnh lễ các ngài, chúng ta được cúng dường các ngài, hoặc là chúng ta được học tập thực hành theo pháp của ngài, mặc dù chúng ta chưa được giải thoát đó, nhưng mà do cái hành động mà chúng ta thân cận đó đó, thân cận được cúng dường, được đảnh lễ, được nghe lời các ngài đó, thì chắc có lẽ là chúng ta sanh được, chứ không ở đây, mà ở đây. Thì chúng tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng á, cái nhân duyên á, cái nhân duyên á, mình tu á, không phải là chỉ để giải thoát cho mình, đừng có đòi hỏi là phải giải thoát cho kiếp này. Mặc dù là cái việc tu của mình á, là mong muốn được giải thoát, nhưng mà ít ra đó là khi chúng ta tu tập về thân khẩu ý, chúng ta trau dồi cái đời sống tu tập của mình, là mình được an lạc trong đời này và đời sau. Và đồng thời đó là gieo cái nhân lành, cái duyên lành. Cái duyên lành đó đó, nó sẽ là một cái sợi dây kết nối, do cái tính thân cận đó mà sợi dây kết nối, kết nối cho mình là mai sau Đức Phật Di Lặc ra đời đấy, thì chúng ta sẵn có cái duyên lành đó. Khi mà Đức Phật Di Lặc thuyết một thời pháp là chúng ta giác ngộ ngay. Bởi vì chúng ta đọc ở trong chánh tạng, trong kinh Bali, chúng ta gọi là nghe là sau khi nghe thời pháp đó là vị đó chứng quả thánh, rồi vị này chứng quả Tu Đà Vương, vị này chứng quả Tu Đà Hàm. Còn ngày nay đó chúng ta nghe hoài đó cũng không có giác ngộ được, không có giác ngộ được. Nhưng mà sở dĩ mà các ngài mà nghe được một thời pháp giác ngộ đó là vì sao? Là vì các ngài đã tu tập từ nhiều kiếp rồi, từ thời đức các đức Phật quá khứ rồi, đến Đức Phật Gotama là nghe Đức Phật Gotama nhắn một thời pháp thì các ngài đã giác ngộ. Có vị thì chứng Tu Đà Vờn thì dừng đó, có vị chứng Tư Đà Hàm dừng đó, hay hoặc là có vị chứng A Na Hàm dừng đó, có vị thì chứng A La Hán, chứng một cái là Tu Đà Vờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán luôn. Nhìn đó thì điều đó nó tùy thuộc vào cái mức độ tu tập pháp độ ba la mật và phước và trí, phước trí viên minh, hay nói là minh và hạnh, hay nói cách khác, minh và hạnh được đầy đủ thì chúng ta được giải thoát. Còn nếu mà một trong minh và hạnh nó thiếu đi nữa thì rõ ràng là chúng ta cũng chưa thể giác ngộ được. Mà nếu để giác ngộ
để mà được giác ngộ trong thời Đức Phật Di Lặc, thì ít ra ở trong đời sống này chúng ta có cái sự liên kết, kết nối, giao thân với những cái bậc mà có thân cận với những bậc hướng thượng. Chúng ta thân cận với những bậc hướng thượng, chúng ta thấy được cao thượng, tức là thấy hình ảnh của hiền thiện, thấy hình ảnh của Phật Pháp Tăng, thấy hình ảnh của những người tu hành, thấy hình ảnh của những cái gì mà để cho tâm thiện chúng ta khởi lên. Đó là thấy được cao thượng. Rồi chúng ta nghe được cao thượng, thay vì ở bên ngoài người ta nói những lời sằng bậy, nói những lời không hay, nói những lời để cho phiền não nó sanh khởi lên, tham sân nó sanh khởi lên, buồn tủi nó sanh khởi lên, hay hoặc là hơn thua nó sanh khởi lên. Còn bây giờ là chúng ta nói những lời gì mà dựa trong pháp, chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta suy gẫm, rồi chúng ta thực hành, thì cái nghe đó chính là nghe cao thượng. Rồi chúng ta phục vụ được cao thượng nữa. Phục vụ được cao thượng là gì? Mọi người đều làm những cái việc phục vụ. Ngay cả cái việc mà chúng ta nghe Phật Pháp trong này cũng có nghĩa là phục vụ. Chúng ta làm các cái công việc phận sự ở trong room này cũng là phục vụ. Rồi trong đời sống hàng ngày chúng ta làm những thiện pháp, đó là phục vụ. Mà ở đó, đó là hạnh. Đó là hạnh. Minh và hạnh được đầy đủ. Minh và hạnh. Vichacharana. Minh và hạnh được đầy đủ. Thì cả minh và hạnh đó được đầy đủ thì chúng ta được giác ngộ. Còn nếu mà chưa được đầy đủ thì chúng ta chưa được giác ngộ hoàn toàn. Và dĩ nhiên trong đời sống của chúng ta là được cái sự an lạc do chúng ta thân cận. Thân cận ở đây là thân cận của những cái đối tượng, những cái bậc mà có cái khuynh hướng hướng thượng. Còn cái người mà có những cái khuynh hướng hướng hạ thì rõ ràng là những cái chúng sanh đi theo đó, đi theo đó. Và ở đó chúng tôi muốn nói là tập kinh Cha Tá Cá là nhằm để giải thích tiền kiếp của Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật. Ngay cả những người đối lập với Đức Phật, chống đối với Đức Phật thì cũng có thể hiện ở trong cái nội dung bài kinh đó, nội dung cái tập kinh đó, để nhằm giải thích rằng nhân quả, nhằm giải thích lại là cái mối tương giao giữa các bậc thiện trí thức và những người ác tính là như vậy. Cho nên ở đây đó, có thể nói là khi mà chúng ta thân cận những bậc thiện trí, hay hoặc là thân cận những người có cái khuynh hướng hướng thượng, thì chúng ta được cái lợi lạc ở trong đời sống hiện tại này và đời sống tương lai, và đặc biệt là đời sống tối thượng, đó là giải thoát. Pháp của Đức Phật thì cũng có công năng như vậy, không phải là chỉ có an lạc ở trong tương lai mà an lạc trong đời sống này. Khi chúng ta thực hành những thiện pháp thì tâm của chúng ta cảm thấy quan hỷ, tâm của chúng ta cảm thấy an vui ở trong đời sống hiện tại này. Và khi chúng ta được an vui như vậy thì cái niềm tin của chúng ta vững hơn, rồi cái sự tinh tấn trong thiện pháp chúng ta tốt hơn, mạnh hơn, thì chắc chắn là cái quả lành chúng ta sẽ tái sanh ở trong cảnh giới an vui. Và đặc biệt đó là cái nhân duyên để hỗ trợ cho chúng ta bổ túc pháp độ ba la mật, cái nhân duyên lành để chúng ta được viên mãn cả hai pháp đó, minh và hạnh. Ở đây chúng tôi không giải hết tất cả các hạnh, mà cũng không giải thích hết tất cả các cái minh, mà chỉ nói là minh và hạnh được đầy đủ thì chúng ta được giải thoát thôi. Cái khuynh hướng là như vậy. Và ở trong đời sống hiện tại này, những cái người có khuynh hướng hướng hạ, những người có cái khuynh hướng hướng hạ đó, thì người đó thường gặp những cái sự bất trắc, gặp những sự khổ đau ở trong cái đời sống này, không được an vui trong đời sống này. Và ở trong tương lai thì họ cũng không gặp được sự an vui đâu. Còn cái người có cái khuynh hướng hướng thượng thì rõ ràng là hồi đời sống hiện tại này họ được an vui, đời sống tương lai họ cũng được an vui, và đặc biệt là họ được an vui một cách tối thượng, đó là an lạc, giải thoát ở trong tương lai. Chính là nhờ cái sự thân cận đó. Mà nãy chúng tôi trích ở trong kinh Đức Phật này nói là toàn bộ đời sống phạm hạnh này chính nhờ là thân cận bạn lành. Mà thân cận bạn lành ở đây là thứ nhất là mình thân cận với những bậc thiện trí thức để chúng ta thấy được cao thượng, nghe được cao thượng, phục vụ được cao thượng. Đó là những điều mà chúng ta cần làm. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta có cái khuynh hướng nỗ lực ở trong cái đời sống. Là cái người mà có cái khuynh hướng hướng thượng thì chúng ta được an vui. Rồi cái người có cái khuynh hướng hướng hạ thì cũng không thể nào người đó gặp được những cái sự an vui
mà thường có những cái sự bất hạnh ở trong cái đời sống, thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử tu nữ của chúng ta được sự an lạc, để chúng ta vững mạnh tiến tu trong đời sống tu tập của mình. Chúng tôi xin được dứt lời. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thủ sa thủ chúng con kính tri ân thượng tọa tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa, và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng bích đến sư. Vatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha nuphavena sada sati pavantute Vatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma nuphavena sada sati pavantute Vatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha nuphavena sada sati pavantute. Tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Tề Huyền, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời hữu cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đề quá ta xâm ti vi hà ra hoa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma na đề na pa wan tu u chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa le thề ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca na na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra Sapana puta sukita pawan tu te Chana bucha yepi cha anda sampawa Samse da cha ta athavo papatika Niyani kang thamma wa trang patitya te Sape pidukha sakarantu sankhayang Tha tu chi rang sa tang thammo Tham ma tha ra cha put ga na Sang kho ho tu sa ma kho va At tha ya cha hi ta ya cha Am he rat khan tu sắc thẩm mô Sắp pe pi tham ma cha ri no Ut thim sắp pha phu ni ya Tham ma ri ya pa we di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cẩm dân xin xuống mic.